tổ tiên nói, ba kiểu phụ nữ không nên cưới làm vợ dù xinh đẹp đến mấy, ai lấy phải khổ cả đời. Có ba kiểu phụ nữ dù xinh đẹp tới cỡ nào cũng không nên lấy về làm vợ. Người phụ nữ có cuộc sống riêng tư hỗn loạn. Một số phụ nữ không mấy quan tâm đến đời tư của mình, hành động rất tùy tiện. Họ cho rằng điều này cũng không có gì, không sợ người khác nói. Họ cho rằng đó là việc riêng của họ, ai cũng không có quyền can thiệp. Những kiểu phụ nữ như vậy thậm chí sẽ không lắng nghe bất luận là ai khuyên can, vẫn làm theo ý mình. Họ thậm chí không quan tâm đến cảm xúc của bạn, họ chỉ muốn nghĩ về bản thân và làm cho bản thân mình hạnh phúc. Kết hôn với một người phụ nữ như vậy sẽ chỉ làm cho mình đau đớn, vì vậy không thể kết hôn. Một người phụ nữ tiêu tiền không kiềm chế. Chúng ta đều biết rằng hầu hết trong cuộc sống hôn nhân, nam hướng ngoại và nữ hướng nội, nhà có một người phụ nữ biết quản lý gia đình, quan trọng cỡ nào. Mà một người phụ nữ tiêu tiền không có điều tiết sẽ khiến cho gia đình này bất cứ lúc nào cũng rơi vào tuyệt cảnh. Bởi vì trong cuộc sống, bất cứ lúc nào và bất cứ nơi nào đều có thể gặp phải một số khó khăn. Nếu một người phụ nữ chi tiêu tiền không kiểm soát, tất cả tiền kiếm được đã đem chi tiêu hết. Khi gặp khó khăn không có tiền khẩn cấp thì đủ để kéo một gia đình xuống dốc. Vì vậy gặp phải một người phụ nữ như vậy, kiên quyết không thể kết hôn về nhà. Phụ nữ luôn cho mình đúng còn người khác sai. Chẳng lạ gì khi mà hôn nhân thời nay nhiều người đàn ông than thở rằng vợ mình lúc nào cũng cho rằng cô ấy đúng. Chính tính nết này của vợ càng khiến đàn ông mới đầu sợ hãi, sau dần thì chán nản và muốn ly hôn. Cũng có nhiều người đàn ông biết rõ vợ mình có cái tôi rất lớn, nhưng vẫn kiên quyết cưới chỉ vì sự mê sắc của mình. Cuối cùng phải trả giá quá đắt khi mà hôn nhân lúc nào lục đục. Tinh thần trách nhiệm là phẩm chất cơ bản nhất của con người. Một người thích trốn tránh trách nhiệm, dù là nam hay nữ, họ không chỉ mệt mỏi trong tình cảm vợ chồng mà còn khó gánh vác trách nhiệm hôn nhân, gia đình và con cái. Vì vậy chúng ta phải cân nhắc kỹ lưỡng.